Dấn đá pháp môn Quán Âm. Dấn, tôn giáo nào mới là cứu cánh nhất? Tại sao các tôn giáo đều cho rằng chính mình là duy nhất? Sư phụ, điều này sư phụ đã từng giảng qua. Mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng vì chúng ta không hiểu rõ ý chân thật của giáo chủ cho nên mới tranh chấp nhiều như vậy. Nếu chúng ta khai ngộ một chút, hiểu rõ giáo lý của chúng ta, chúng ta sẽ không còn ngộ nhận bởi vì chúng ta không có thể nghiệm bên trong, không nhìn thấy được chân lý của các tôn giáo vốn đều như nhau. Nếu chúng ta khai ngộ, chúng ta sẽ biết rằng bất cứ tôn giáo nào cũng như nhau. Vừa rồi sư phụ giảng kinh có nói đến bát tiên, quý vị sư nay không biết được họ là những người đại tu hành, không có nghĩ qua rằng họ cũng tu pháp môn quán âm. Sư phụ không phải tùy tiện nói, sư phụ có thể chứng minh cụ thể bởi vì chúng ta chưa khai ngộ mới phân biệt tôn giáo này tôn giáo nọ sau khi khai ngộ bất cứ tôn giáo nào cũng đều như nhau khi nói như nhau có nghĩa là gì nghĩa là khuyên người ta làm việc thiện làm điều tốt làm người tốt khuyên người ta tu hành viết một số thể nghiệm bên trong để cho người hậu thế tham khảo lúc tham khảo nếu thiếu những thể nghiệm giống nhau ở bên trong chúng ta sẽ không hiểu nếu không có minh sư tại thế chỉ dạy chúng ta sẽ không thể nào đạt được đẳng cấp tu hành của người xưa. Cũng không hiểu được họ nói gì. Vừa rồi sư phụ có giảng qua, Hà Tiên Cô cũng nói đến tiếng tiêu và những tiếng giống như tiếng chuông vậy. Một số người đọc không hiểu, nhưng những người tu pháp môn quán âm đều hiểu rõ. Nhấn Tịnh tọa có cần phải có địa điểm và thời gian nhất định không? Có cần phải điều hòa hay thở không? sư phụ chúng tôi tu pháp môn quán âm không có để ý đến chuyện điều hòa hơi thở hơi thở rất là vô thường nếu không còn hơi thở nữa thì lúc đó làm sao mà tu khi đến những cảnh giới cao thì không còn hơi thở nữa lúc ấy làm sao mà tu tu pháp môn quán âm là không để ý đến chuyện hơi thở nếu quý vị muốn tu pháp môn hơi thở thì đi tìm thầy dạy hơi thở điều hòa hơi thở rất phiền phức cũng rất nguy hiểm nếu điều hòa không đúng cấp hơi thở sẽ chạy loạn về sau rất có thể bị điên khùng cho nên tốt nhất là đừng để ý đến nó có những người dạy người ta nên để ý niệm theo hơi thở lúc thở ra đếm một lúc thở vào đếm hai đó là dựa vào hơi thở để mà tịnh tâm họ cho rằng nếu có nơi để tựa vào chuyên tâm hít thở mới có thể định tâm được nhưng điều chỉnh hơi thở cần phải cẩn thận. Điều chỉnh hơi thở nhiều quá, bụng sẽ bự lên. Sư phụ không biết tu pháp môn hơi thở có được giải thoát không, điều này sư phụ không dám nói, nhưng nhìn qua không được dễ coi. Pháp môn điều hòa hơi thở không thể tu suốt 24 tiếng đồng hồ, điều này cho ta thấy rằng pháp môn này không được thích hợp lắm. Hiểu ý của sư phụ không? Bởi vì chúng ta tu hành cần phải tu suốt 24 tiếng Đi đứng, nằm ngồi đều phải tu, còn điều hòa hơi thở chỉ tu được một chút rồi không còn tu được nữa. Đây chỉ là pháp môn phương tiện, tạm thời dùng mà thôi. Có khi sư phụ cũng dạy điều hòa hơi thở, nếu nhìn thấy một người nào đó quá mệt hoặc có vấn đề gì, sư phụ sẽ kêu họ nằm xuống và làm thế nào để điều chỉnh hơi thở, chú ý vào một chỗ nào đó nhân dân nhưng đây chỉ là tạm thời dùng mà thôi không phải pháp môn chân chánh, chỉ là pháp phụ, hiểu không? pháp môn quán âm và dùng nhĩ căn của thiền tông để phá cái vô minh cùng tận có giống nhau không? Sư phụ, nếu họ cũng tu được như quán thế âm Bồ Tát, dùng nhĩ căn để tìm thấy tự tánh thì giống nhau. Nếu họ dùng nhĩ căn để nghe những âm thanh bên ngoài thì không giống nhau, bởi vì những thiền sư dạy người ta nghe hải triều âm ở bên ngoài hay nghe tiếng róc rách của nước chảy. Đó không phải là âm thanh bên trong, cho nên không giống nhau. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng họ đang dạy những gì mới theo đó mà tu hành. Chấn Sư phụ từng nói những người niệm Phật không thể thấy Phật. Lời nói này có gì xung đột với 48 lời nguyện của Phật A Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông chưa? Sư phụ, bởi vì lúc đó Phật thích ca truyền pháp nên niệm Phật mới có ích lợi, hiểu không? Không phải niệm a di đà Phật thì không có ích lợi, nhưng lúc Ngài còn tại thế, lời nguyện của Ngài mới có hữu dụng. Chúng ta nhìn thấy được Ngài, nghe danh tánh của Ngài mới có ích lợi. Thí dụ như một ứng cử viên tổng thống hay vị thượng nghị sĩ, trong khi họ vận động tuyển cử, họ hứa rất nhiều, họ phá hoại nhiều kế hoạch, và nói với cử tri như chúng tôi trúng cử tổng thống bất cứ người nào cần điều gì nếu tôi biết được tôi sẽ lập tức giúp ngài chỉ cần liên lạc với tôi hoặc thuộc viên của tôi hoặc viết thơ cho tôi tôi sẽ lập tức lo liệu dân vân. họ có nói như vậy không mọi người đáp có nhưng lúc họ còn tại chức mới có thể làm được hiểu không vì tổng thống ấy vị thượng nghị sĩ ấy lúc còn tại chức chúng ta viết thơ cho họ phàn nàn với họ bảo họ chúng ta cần gì thì mới có ích lợi nhưng lúc họ đã ra đi rồi thì không còn ích lợi nữa những người tổng thống khác có những lời hứa khác hiểu ý của sư phụ không giả sử trong quý vị có những người chưa thò tâm ấn nhưng lúc ngồi thiền cầu sư phụ giúp đỡ và nhìn thấy hóa thân của sư phụ đến giúp đỡ đây không phải là chuyện của sư phụ đặt ra mà do người ấy thấy sư phụ rồi kể lại rất có thể ngày trước sư phụ có phát lời nguyện này hễ ai nghe được danh hiệu của sư phụ nhìn thấy được sư phụ hoặc nghe sư phụ thuyết pháp chỉ cần thành tâm khẩn cầu đều được phước báo sư phụ đều đến giúp đỡ đồng tu của chúng tôi đều nói rằng sư phụ có lực lượng này trong lúc này nếu tin lời của họ điều này không khác gì chuyện của phật a di đà lúc ngài còn tại thế có thể giúp đỡ chúng sinh của thế giới ta bà lúc ngài đã ra đi đến một thế giới khác giúp đỡ chúng sinh của thế giới ấy nếu chúng ta khẩn cầu cần phải cầu khẩn với phật sau này chỉ vị minh sư tại thế hiểu không vấn giả sử pháp môn quán âm thật sự là hay Tại sao Phật không chỉ nói đến pháp môn này mà Ngài phải bỏ ra 49 năm để giảng đủ loại kinh điển? Sư phụ, bởi vì cần phải có minh sư tại thế truyền pháp mới được kể là pháp môn. Các pháp môn này vốn không phải là pháp môn. Nếu không có minh sư tại thế truyền pháp, cho dù có pháp môn có thể viết xuống, cũng vô ích. Nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới ta bà một lần thì đủ rồi tại sao lại còn truyền chánh pháp nhãn tạng cho đồ đệ của Ngài? Về sao lại có Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc truyền cái pháp này? Sau đó, lại do Tổ sư Thiền Tông truyền nói xuống, hiệu ý của sư phụ không? Giả sử quý vị muốn học bác sĩ, sách y khoa rất nhiều, tại sao lại phải đi đến trường học? Tại sao lại phải cùng với các bác sĩ giải phẫu? Nếu đọc sách y học thì có thể thành bác sĩ, thì tại sao chúng ta còn học với bác sĩ để làm gì? Phải gì không? Dẫn Nhân duyên nào sư phụ tu pháp môn quán âm? Tu bao lâu? Sau khi thành tựu tự mình biết hay là sư phụ của ngài ấn chứng mới biết? Sư phụ Quý vị lo nhiều chuyện quá Nếu sư phụ tường thuật quá trình tu hành của sư phụ đối với quý vị có ích lợi gì? Quý vị muốn theo sư phụ học pháp môn quán âm tự quý vị sẽ có thể nghiệm sẽ có thể nghiệm của pháp hoa thể nghiệm của hoa nghiêm thể nghiệm của thế giới tây phương cực lạc vân vân như vậy thì đủ rồi dù cho sư phụ có là ngạ quỷ nhưng có thể dạy cho quý vị những thể nghiệm và ấn chứng trong kinh điển như vậy là đủ rồi hiểu không không nên hỏi đẳng cấp của sư phụ là gì xưa nay sư phụ chưa bao giờ nói ra đẳng cấp của mình Sư phụ cũng không muốn dạy ai. Mỗi lần đều do học trò thôi thúc sư phụ ra dạy người. Từ nước ngoài thôi thúc sư phụ trở về, họ tìm sư phụ từ Mỹ, Đức, Ấn Độ, sư phụ không có thích cái nghề này. Muốn hiểu biết một người có phải là Phật không, cần phải tự mình thể nghiệm được cái đẳng cấp này mới biết được. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chỉ có Phật mới biết được trí huệ của Phật. Ngay cả bác địa Bồ Tát cũng không thể nào biết được. Huống chi là người phàm phu chúng ta lại muốn hỏi một người nào đó đã thành Phật chưa? Đây là những điều phiền phức. Nếu quý vị muốn biết sư phụ là ai, đến đây tu hành với sư phụ, sau đó sẽ tự mình mở trí huệ. Tu hành nhiều, quý vị sẽ tự nhìn thấy, sẽ biết được sư phụ là ai. Dẫn, con rất muốn xuất gia, nhưng vì nghiệp chướng nặng nề không thể thực hiện ngay được làm thế nào để cho chồng của con chịu để cho con xuất gia giả sử con đã xuất gia nhân duyên giữa con và chồng của con đã dứt chưa cuộc đời sau có phải trở lại kết duyên với họ không nếu không muốn có dùng công đức hồi hướng cho họ được không có hiệu quả không sư phụ không có hiệu quả chúng ta cần phải coi hoàn cảnh chuyện cô muốn xuất gia làm cho người ta rất cảm động nhưng cần phải biết xuất gia không phải là trốn tránh trách nhiệm của xã hội hiểu không sư phụ không có con cái sư phụ lập gia đình hai năm mà thôi sự thật kết hôn cũng như chưa kết hôn vậy cho nên muốn đi thì đi sư phụ và người chồng không có con cái cho nên không có sự ràng buộc hơn nữa người đàn ông ấy có rất nhiều người thích săn sóc người ấy còn trẻ dễ coi lại có hai bằng bác sĩ vừa là khoa học gia lại kiêm luôn bác sĩ ngoại khoa người ấy là người đức có rất nhiều cô gái thích cho nên lúc sư phụ xuất gia không có cảm thấy băn khoăn nhưng hoàn cảnh gia đình của cô không phải như vậy rất có thể sau khi cô ra đi con cái sẽ rất đau khổ chồng của cô không thể nào nuôi dưỡng chúng nó một người đàn ông không thể săn sóc và nuôi dưỡng con cái chu đáo lúc trưởng thành chúng nó sẽ trở thành những người không tốt thiếu đi cái cảm nghĩ an toàn biến thành người không có tự tin những người làm việc không có lòng tự tin cuộc sống không có vui vẻ lúc ấy cô sẽ hối hận xuất gia với sư phụ có rất nhiều việc làm cho nên những người xuất gia với sư phụ sư phụ khảo nghiệm rất nhiều lúc chưa xuất gia đã có khảo nghiệm vừa bước vào liền bị khảo ngay. Thông qua khảo nghiệm rồi mới có thể xuất gia. Vì sư phụ không có thời giờ để nuôi dưỡng những con trùng yếu đuối. Đã xuất gia rồi mà cứ cảm thấy tội nghiệp lấy mình, hoặc sư phụ mới chửi một tiếng đã sợ rồi. Sư phụ chửi người khác, người ấy đã run sợ. Nếu là những người như vậy, sư phụ không có thời giờ để lo cho họ. Công việc của sư phụ rất nhiều, những người xuất gia với sư phụ cần phải nhiệt tâm, làm việc nhanh chóng, không thể cứ tội nghiệp lấy mình, cứ chìm trong tình cảm của nhân loại, tình cảm của Atula, mỗi ngày đều rơi nước mắt. Không có ai ở không để an ủi những người như vậy. Vạn nhất sau khi cô xuất gia, mỗi ngày tưởng nhớ đến chồng con thì làm sao? Điều này sư phụ rất rõ. Bây giờ thì muốn đi gấp, sau khi đi rồi lại tưởng nhớ đến chồng con mỗi ngày cảm thấy băn khoăn đau khổ lúc ấy không có ai an ủi cô đã xuất gia cạo đầu nếu trở lại phàm tục rất khó coi cho nên ở nhà nuôi con cái là tốt nếu ngay cả gia đình chúng ta cũng không săn sóc đàng hoàng đương nhiên không thể săn sóc cho chúng sanh hiểu ý của sư phụ không giả sử con cái của dì đã lớn kinh tế gia đình cũng không có vấn đề gì trở ngại còn lại người chồng rất dễ lo liệu nhưng sư phụ cần phải hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cô mới có thể nói. Cô cần phải nói chuyện với chồng của cô. Trước khi sư phụ xuất gia, không phải sư phụ chỉ nói với người chồng một câu tôi đi và sau đó là ra đi. Không phải sư phụ không thích ông ấy, nhưng sư phụ phải đi bởi vì sư phụ có lý tưởng cao hơn. Lúc ấy sư phụ rất ngu, muốn độ chúng sanh thoát ly khổ ải. Bây giờ thì không có ngu như vậy. Nhưng đã xuất gia rồi Không muốn làm cũng phải làm Trước khi xuất gia Sư phụ có năng nỉ ông ấy Để cho sư phụ thực hiện lý tưởng của mình Trước đó mấy tháng Đã bắt đầu nói chuyện Hôm nay nói không xong Ngày mai lại nói Ngày mai nói không xong Ngày mốt lại nói Không những chỉ năng nỉ mà thôi Sư phụ còn quỳ xuống mà nói lý tưởng của sư phụ cho ông ấy nghe Ông ấy đều biết từ trước đến nay sư phụ tu hành rất cực khổ, vừa sáng sớm ông ấy đã thấy sư phụ ngồi thiền hoặc niệm kinh, lúc tối đi về lại nhìn thấy sư phụ ngồi thiền niệm kinh, mỗi ngày đều như vậy. Nếu không thì gọi điện thoại hỏi đạo lý, kinh điển với các vị pháp sư, một khi đã nói thì nói đến mấy tiếng đồng hồ, hoặc đi chùa giúp đỡ, làm những việc Phật sự mỗi cuối tuần đều đi cầu đạo, tìm minh sư thỉnh giáo lý, hoặc đàm luận những chuyện liên quan đến những việc tu hành. Sư phụ hoàn toàn không để ý đến việc ăn chơi hưởng lạc của thế tục, cho nên ông ấy sớm đã biết sư phụ không phải chỉ nói bằng lời mà thôi. Ông ấy hiểu rõ sư phụ thật sự muốn cầu đạo, sư phụ thật sự muốn xuất gia, ông ấy rất khâm phục, rất cảm động, cho nên cuối cùng ông ấy để sư phụ đi ông ấy không có quán hận gì sư phụ đến bây giờ vẫn còn kính yêu sư phụ sư phụ rời ông ấy không phải vì hai bên không thích nhau nữa chúng tôi luôn luôn tương kính như tăng kính yêu lẫn nhau nhưng vì lý tưởng bất đồng tuy vậy ông ấy rất kính trọng lý tưởng của sư phụ cho nên cuối cùng ông cũng đồng ý nếu chúng ta muốn xuất gia cần phải từ từ tìm biện pháp nói chuyện không nên làm đau lòng người khác như vậy không tốt Cô muốn xuất gia cần phải coi hoàn cảnh gia đình như thế nào. Nếu không có vấn đề gì mới có thể xuất gia. Nếu có vấn đề cần phải dũng cảm ở lại lo liệu. Không thể trốn chạy. Hôm qua quý vị đã nghe một đồng tu của sư phụ nói chuyện. Người ấy làm nghề lái xe taxi. Ông tu hành rất tinh tấn, thể nghiệm được rất nhiều cảnh giới. Lúc ngồi thiền thường đi đến những cảnh giới cao rất vui vẻ. Mỗi lúc trở về, ông thật buồn nhưng ông vẫn phải dũng cảm sống rất bình thường bởi vì ông đã lập gia đình muốn xuất gia vợ con phải làm sao hiểu ý của sư phụ không người đó rất muốn xuất gia nhưng sư phụ nói với người đó không nên bỏ rơi gia đình cần phải nuôi dưỡng vợ và con vạn nhất cả vợ và con đều muốn xuất gia như vậy thì không có vấn đề gì trở ngại vâng nếu Di Lạc Bồ Tát ở lại trên trời không hạ sanh xuống trần Ngài có thể thành Phật không? Sư phụ Câu hỏi này quý vị đi hỏi Ngài được không? Hỏi Ngài có muốn xuống không? Không xuống Ngài cũng là Phật Nhưng nếu không xuống thì không được kể là Phật sao? Phật là Bú Đa Có nghĩa là Mên Sư Có thể dạy trời, dạy người dạy bốn loài chúng sanh Đó gọi là Phật phật là chỉ một cái danh xưng cũng giống như chúng ta tốt nghiệp y học không có đến bệnh viện làm việc cũng không có ai biết được chúng ta là bác sĩ không có ai gọi chúng ta là doctor bởi vì chúng ta không có chữa trị người nào để cho họ sống cho nên không đáng được gọi là bác sĩ hiểu ý của sư phụ không vì vậy xuống dưới trần gian dạy người mới được kể là phật có những người cũng đạt được đẳng cấp rất cao nhưng không có dạy người. Những người ấy cũng được gọi là Phật. Đó là duyên giác Phật. Sư phụ cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao quý vị lại lo nhiều chuyện vậy? Đẳng cấp của mình không lo, lại đi lo đẳng cấp của Phật Di Lặc Thật là có lòng bác ái, thương đến cả Phật Di Lặc Thật là hay. Master Thanh Hải Phương Thượng Sư Khai Thị vào ngày 8 tháng 4 năm 1988 tại Đài Bắc Phong Sa.